Dạ vâng, hiện tại thì chúng em đang có mặt tại nhà anh Vương, cơ ngơi nhà anh Vương để bàn giao cho anh cấu hình combo. Anh lắp trên tầng 2 phải không? Vâng. Hiện tại thì cũng hơn 5 giờ chiều rồi. Cấu hình của anh thì cũng anh thì ngay răng biên này thôi, anh ra ngoài showroom chúng em anh đã trải nghiệm rồi. Thì hiện tại thì chúng em chỉ đưa về để hỗ trợ anh bàn giao tại nhà luôn cho anh. Cấu hình thì gồm một này, đẩy X7 DAC này, phiên bản vàng gold này, một súp V-Kép 560 Plus, một cặp loa G1000 thì Mr. Thanh đang bốc lên trên tầng đây. Mệt không Mr. Thanh? Khu vực này đường xá rất là thông thoáng. Đây là đúng khu dân cư văn minh, khu vui chơi giải trí và tiện ích đầy đủ. Hello bạn trẻ. Tí nữa để lên hát nhá. Lên trên. Ấy nhà có bạn nhỏ là phải làm cái này. Đấy, đi qua nghe thì Mr. Thanh đã thở rồi. Đây là không gian phòng khách nhà anh. Hiện tại thì chúng em sẽ đi vào để thi công lắp luôn. Anh cũng đã có những cái dự định sẵn rồi nên là có những cái đồ chờ sẵn ở đây như tivi này, tủ kệ, bộ bàn ghế rất là đẹp. Tổng đang là một cái tổ ấm đáng mơ ước của biết bao nhiêu người. Không phải ai cũng may mắn được một cơ ngơi như này. Chúc mừng cho anh chị. Rất mong là các anh em ủng hộ Zika chúng em nhiều hơn. Con súp để bên này là hợp lý này. Đấy, con súp để góc đấy. Góc một cái bàn đây. Đó anh. Anh có phát biểu gì không? Mặt đỏ như uống bia rồi. Okay. Anh em đang chuẩn bị lắp đặt setup tất cả những cái dây jack kết nối để đầy đủ. Rồi sau đó là chúng ta sẽ trải nghiệm bộ của anh Vương. Đây là keyboard G1000 Plus này. Để lên vang X7 mà gôn lý mất tật này, đang rất là mệt. Bên tầng 273. Đó và một con súp 560 của lút. Đó và một bộ mic keyboard với K321. Đó. Thi thoảng đi thể dục. Mệt quá. Các bạn em lưu ý cho em nhé, em cũng tranh thủ giới thiệu luôn, hiện tại chúng ta sử dụng một đôi, chúng ta có thể đấu hai cầu hai bên ngoài này. Và tùy vào dùng quang hoặc là dùng AV thì cũng tùy vào. Em nên cắm cái dây nguồn nữa. Đó, dây nguồn. Với cái bộ combo như này là ở gần thì đội ngũ chúng em hoặc trực tiếp em và Mr. Thanh nếu mà ấy sẽ là người trực tiếp đi lắp, không thì đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm bên công ty hoặc là chúng em sẽ gửi bưu điện nếu các bác ở xa quá. Sẽ gửi bưu điện là kệ này của anh kệ quá đẹp luôn ạ. Thế mà có cái màu nào mà nó cùng màu này thì màu này thì không có anh ạ. Là màu khác. Mình phải lấy lệch tâm đi một tí nó mới nổi, nhưng tâm chìm quá. Đó, bên em cũng đang chuẩn bị hoàn thiện đây rồi, cũng sắp hoàn thiện đến 90% rồi. Đó, anh Vương đây ạ. À, một chút xíu nữa là chúng ta được nghe nhạc, được thưởng thức bộ cấu hình cực VIP của anh Vương. Anh ơi, ngay chỗ tòa nhà Ruby 1 ở chỗ Việt Hưng. Các bác chờ trong giây lát bên em sẽ test nhạc nhé. Và trong quá trình lắp đặt và bên em đã cài đặt nhạc hoàn thiện. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe cũng như trải nghiệm cùng anh Vương cảm nhận chi tiết bộ cấu hình. Vâng, với một cấu hình đôi loa keyboard G1000 Plus đây ạ. Đó, riêng là đôi loa thuộc phân khúc loa cao cấp và sở hữu bass 20. Đó, dòng loa cây vừa nghe nhạc và hát karaoke rất là tốt. Đó,
và đang kết hợp với một con súp, con súp 560 Blue, 560 Blue đó. Bát 80 thôi nhé, bát 80. Ảnh rất sâu, ảnh rất sâu. Và đang kết hợp với một con đẩy liền vang bản gold lên mức tượt màu vàng rất là sang trọng, và đặc biệt là tích hợp đầu giải mã và lưng tiền xử lý nhạc rất chi tiết, là một bộ mic Wigwood VK321. Vâng, đây là bên em đang khai thác đồng bộ hãng Wigwood nhé, đồng bộ hãng Wigwood để khai thác triệt để nhất các cái giải nhạc để các bác nghe nó được tách bạch rõ ràng và đầm thắm đó, độ sắc nét rất là cao các bác và anh em ạ. Một bộ này chúng ta nghe không gian đấy 23-30 mét vuông rất là tuyệt vời. Đó, chỉnh rất là dễ thôi, dòng sở hữu là băng số nhưng chỉnh cơ rất là dễ dàng. Đó, can thiệp về mic, về nhạc, về các giải để các bác và anh em can chỉnh dễ tại nhà là, và làm chủ được. Đó. Đây, bắt đầu bên em đang xếp đến đường mic. Nghe bass sâu lắm không ạ? Thật sự là sâu. Một hai. Hai hai ba bốn năm sáu bảy. Test chống hú cho anh. Đấy, chống hú tuyệt đối luôn. Không hề rú rít. Ở bên em đang hướng dẫn căn chỉnh cụ thể nó đẩy lên vang cái bật tại nhà cho anh Vương. Thì là cái cơ bản nhất là mình không nghe nhạc thì mình nghe nhỏ nghe to mình có thể bật đây. À, là một này. Cái này là cái vang vang nhẹ nhiều này. Từ từ đi con. Lo 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 1 2 3 4 4 4 5 5 5 đấy. Đây là to nhỏ nhỉ? 1 2 3 4 4 5 5 5. Đây to là mic còn đây là nhạc. Cái mic này không sử dụng nữa, nếu mà mình hát mình bật ấn đây nhá. Nào, tắt anh ấn đây nhá. Đấy là xong mình tháo pin ra. Đấy, mình tháo pin ra. Mình không dùng đến nữa thì mình tháo pin ra. Để lưu trong đó. Để lưu bật, nếu mà bật cái thì không cần phải chỉnh hai mic à? Không cần. Vì nó được thiết lập mặc định thế thôi. Lần 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 1 1 2. Trên này cũng được đúng không? Trên này không cần. À đây là để là mình dò lại. Đây bên em đang hướng dẫn dò tần số trên mic với cái 321 cho anh. Ví dụ như thế này nó đang bị lệch tần số này. Cái tai mic này, không sao lại biết. Đây thì mình nhìn nó không có cột sóng. Đây, em bật bên này nhá. Bên này nó đang khớp tần số nhìn nó có cột sóng này. À rồi. Alo. Mình dùng được. Đấy. Trường hợp mà không như thế này mà không dò được thì anh ấn một cái nút set này cho em nhé. Ấn một cái đồng thời cái màn hình này dí vào cái mắt này. Đấy, là nó lên. Dí vào cái mắt set này luôn à? Vâng, cái này dí đây set. Trường hợp là lệch, còn bình thường nó không lệch thì thôi không cần nữa. Rất là dễ các anh nhé, rất là dễ. Căn chỉnh rất là dễ dàng. Thì thôi không cần nữa. Nếu nó mà lệch thì mình mới phải chỉnh thôi. Vâng, căn chỉnh lốt cho anh Vương để anh hát thoải mái dễ dàng và chống hú tuyệt đối. 6 7 6 7 7 7 8. Chống rú luôn các bạn, chống rú rất thoải mái. Đó, cho quá trình hướng dẫn và lắp đặt đã hoàn thiện rồi ạ. Đã hoàn thiện rồi. À, các bác có thể nhìn ngắm đôi loa Wigwood G1000 Blue này, một con súp Wigwood 560 Blue này, một đẩy liền vang X7 DC mặt vàng này và bộ Wigwood VK321. Mình dẫn nốt cho anh để anh dùng nó hoàn chỉnh. Không biết rồi gì? Không biết đâu. Ok. Lúc nào mà nghe loa TV kéo lên cái TV. Lúc nào mà nghe bộ giả thì được rồi. Thế thanh niên này biết là ok quá rồi. Nó bắt tháo gần mũ. Đấy, em thì sao em không để ý cái đấy. Ừ, không cái này nếu không quá rồi. Không biết là. Âm thanh à?